Và sau đây sẽ là một thí sinh gia đình luôn là lựa chọn hàng đầu của người ấy. Thí sinh chúng tôi muốn nhắc đến là Minh Trang. Năm nay tôi 20 tuổi và tôi đã có 2 đứa con. Hồi còn là con gái thì tôi nặng 68kg. Sau đó lập gia đình và chữa em bé thứ nhất thì tôi lên 85kg. Và bây giờ là còn 80kg. So với những bạn tầm tuổi như tôi thì tôi cảm thấy mình rất xấu hổ, vì các bạn có những vóc dáng đẹp, khuôn mặt rất là xinh. Đặc biệt là các bạn có thể ăn mặc váy vóc rất là đẹp, trong khi tôi không dám mặc váy để đi ra ngoài đường. Người béo thì rất là ụp ịch và không được nhanh nhẹn như những người bình thường. Nhất là thời tiết mùa hè thì cực kỳ nóng, thêm trông cả 2 đứa con nữa cảm thấy rất là khó chịu. Quá trình giảm cân đối với tôi thì chưa bao giờ nó diễn ra một cách kinh khủng cả, mà nó chỉ ức chế bản thân mình ăn ít đi một chút thôi. Tầm độ nửa năm thì tôi có đi tập gym, và sau đó thì con nhỏ liên tục ốm đau nên tôi đã ngừng quá trình tập thể dục lại. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến chồng tôi là: chồng ơi, em cảm ơn anh đã chăm sóc các con để cho em được vào vòng thi. Em rất nhớ anh và các con ở nhà. Ý kiến của ba vị giám khảo, xin mời anh Hoài Linh ạ. Anh thấy một cái bài dựng rất là đẹp, một câu chuyện rất là dễ thương. Cái sự kết hợp của Minh Hiền và Minh Trang thì song Minh đã làm nên một cái bài rất là ngộ nghĩnh và anh rất là thích. Thích từ cái lúc mà để Hiền xoay cái mặt em lại, em nhìn vào cái hình xong bắt đầu tung cái áo em ra thành cái váy đó. Anh thấy nó rất là dễ thương. Và em thấy không, đâu có cái gì mà chúng ta phải ngại. À, em mặc váy cũng đẹp. Còn về cái phần trình diễn thì hai em rất là ăn ý với nhau. Cái ánh nhìn của các em nó có một cái sự hòa quyện, nó rất là sâu. Chúc mừng em. Chúc mừng anh Sơn Huy ạ. Trang, cái cách nhìn của em rất là sâu, nó có cái điểm đến. Và cũng có nhiều vũ công chuyên nghiệp cũng không biết làm. Nếu mà mình được lấy một cái câu chuyện thật trong cuộc sống của mình và thể hiện trên cái sân khấu như vậy, anh cảm nhận được cái sự buồn đến cái sự thay đổi. Bài này anh thấy rất thành công, chúc mừng em. Wow, lần đầu tiên nghe anh cho em khen một thí sinh đó. Xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. Có một chút xíu khác một tí. Thứ nhất, tôi đánh giá về đây là câu chuyện rất cảm động, một thông điệp vô cùng tốt. Có thể giúp cho bất kỳ ai đó trong cuộc sống này có những cái sự mặc cảm, tự ti, mạnh dạn bước ra bên ngoài hơn. Về chuyên môn, Hiền là người dẫn dắt cực tốt khi bạn dành rất nhiều cái sự khéo léo ở trong cách diễn của mình để có thể nâng bạn diễn. Mặc dù là những cái bước di chuyển của Trang vẫn còn một chút xíu loạn choạng. Ở những giai đoạn đầu của những thí sinh, khi mà các bạn đối diện với bắt đầu những bước tập nhảy thì nó sẽ muôn vàn những khó khăn. Như thế đã là một điều quá lớn đối với các bạn rồi. Tôi chúc mừng Minh Trang và Minh Hiền. Và bây giờ là số điểm của anh Sơn Huy Trần ạ. Rất thích bài này, 7 điểm. 7 điểm.
Xin mời anh Linh ạ. Tôi cũng dành điểm 7 cho Trang. 7 điểm. Xin mời anh Hưng ạ. Vâng, với tôi thì có cái nhìn khác hơn một chút xíu. Tôi chọn số 6 để gửi tặng cho hai bạn. Đây là điểm trung bình của ban giám khảo dành cho Minh Trang. 6,7 điểm. Chúc mừng bạn. Bây giờ bạn sẽ phải là người bước lên chiếc cân sinh tử để xem tuần vừa qua giảm được bao nhiêu ký. Số cân cũ là 81,3 kg và hiện tại 78,8 kg, có nghĩa là bạn đã giảm được 2,5 kg, tương ương với 3,1%. Xin chúc mừng. Và tổng điểm của bạn sau lần thi vừa rồi là 9,8 điểm. Xin chúc mừng.